Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay cả xe live ở bên quán xe ga nha. Địa chỉ 237 Ngô Quyền, chuyên các dòng xe ga các loại nha. SH, Vision, Everest, khả năng có rất là nhiều xe ạ. Chủ nhật cuối tuần khách nên xem xe rất là đông nha. Xin chào Việt Chiến ạ. SH cả đang có xe từ hơn 50 triệu là có xe rồi nha. Xin chào Trương Long nha. SH cả đang có xe từ 50 triệu. Hơn 50 triệu là có SH rồi ạ. Đến có xe từ đời 2014 cho đến đời 2022. Bản mới nhất đen nhám đều có xe nha. Mọi người qua cửa hàng ở 237 Ngô Quyền để tham khảo các dòng xe ga có tại cửa hàng ạ. Xin chào Giáp Nguyễn Văn nha. Everest cửa hàng có xe từ 24.600 đời 2014. Everest 150 ABS cửa hàng nó có rất là nhiều xe nha. Xin chào Nguyễn Thế Quân ạ. LVX đời 2022, 155 phanh ABS, xe như mới ạ. Xin chào Tiến Ninh nha. Xin chào Mai Hoàng Tân ạ. Mọi người đang quan tâm đến dòng xe nào cứ để lại bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết cụ thể hoặc là gửi đường link để mọi người tham khảo nha. Everest 125 đời 2021-22, form mới nhất đều có xe ạ. 39 triệu là có xe. Led đời 2022 chạy mấy trăm cây rồi ạ. Xe như mới. SHmore Vision Led cả đang có rất là nhiều xe ạ. Đặc biệt cả có trợ trả thủ tục mua xe trả góp. Chỉ cần có chứng minh thư hoặc căn cước công dân là được hỗ trợ rồi nha. Và hỗ trợ thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian ngắn nhất. Hỗ trợ sang tên đổi chủ đối với khách ở tỉnh ngoài nữa. Bạn bất mọi người bất kỳ đâu cũng đều có thể mua xe, trả góp xe và được sang tên chính chủ ạ. SH form của 2020-21 là đang có rất là nhiều xe, thì tầm hơn 72 triệu là có xe rồi ạ. Xin chào Tăng Bá Thái nha. Bạn đang quan tâm đến dòng xe nào có lại bình luận dòng xe mình quan tâm, cả xe like chi tiết ạ. Đặc biệt mua xe tại cửa hàng đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng xe. Bảo hành máy nguyên, chất, xe không tai nạn, đâm đụng không ngập nước ạ. Chào Nguyễn Bá Mừng ạ. Xe cả đang về rất là nhiều xe. Tháng này là tháng mà mọi người có thể mua xe được rẻ nhất trong năm rồi ạ. Giá xe xuống nó có thể từ 2-3 triệu một xe ạ. Xin chào Diễn Quang nha. Mọi người có thể qua cửa hàng ở 237 Ngô Quyền để tham khảo, đi thử, chạy thử để cảm nhận chất xe nha. SH nhập cả đang có 2 xe ạ. Xin chào Khí Thịnh nha. Cửa hàng xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các loại xe cũ mới ạ. Địa chỉ 237 chuyên các dòng xe ga các loại. Địa chỉ 238 chuyên dòng xe mới, xe 50cc và xe điện ạ. Địa chỉ 289 Ngô Quyền chuyên các dòng xe số
Xe côn ạ. Mọi người theo khổ qua địa chỉ ở bao quán trên để tham khảo xe ạ. Đặc biệt càng có hỗ trợ mua xe sản góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có chứng thư và căn cước công dân là được. Việt Minh ơi, xe số Way & Farm bản nhỏ cá không đăng lưu con nào bạn ơi. Có xe gà sẽ đăng ngay nha. Chào Vũ Sơn ạ. Chào Nguyễn Thắng nha. Tất cả xe mua tại gà xe máy Đức Kiên đều được bảo hành tuyệt đối về chất lượng ạ. Bảo hành máy nguyên chất, xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước, an ninh trọn đời xe nhỉ. Chào Lặng Nhìn Cuộc Sống ạ. SH đen nhám bản có 2.19, càng có xe từ 98 triệu là có xe ạ. Xe bản đen nhám, bản đắt nhất của form dáng 2.19 ạ. SH form 2020-21 cả nó có rất là nhiều xe nha. Mọi người qua cảng 237 Ngô Quyền để tham khảo xe ạ. Đi thử chạy thử thoải mái nha. Đến để tham khảo chất lượng xe đều được ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài live ngày hôm nay ạ. Chào và hẹn mọi người vào bài live sau nha.